đa số chuyện ảnh trong nhà nha, chứ không phải ngoài trời như mình. Mình ở đây có một lần chuyện ảnh được ở ngoài Thanh Hóa là một cái chuyện ảnh trong nhà không, đúng không? Còn tất cả ở bên đó là chuyện ảnh trong nhà. Và khi đi chuyện ảnh trong nhà, người ta sẽ làm cây ra làm sao, người ta thay chọn như thế nào, nhờ anh chọn sang cái đó luôn. Chứ còn thật sự ở đây anh em không có biết những cái đó. Thì bây giờ cái ý kiến luôn là vậy đó. Thì bây giờ là anh đặt câu hỏi, thì bây giờ phải biết mới đặt câu hỏi được. Hoặc là mình lơ mơ chỗ nào, còn bây giờ thật sự đó là cái này tôi còn mơ hồ lắm. Đúng không anh em có đồng ý với tôi là bây giờ mình mơ hồ không? Hoàn toàn là mình nhớ cái cây của mình nó dáng như vậy. Rồi cái loại lá bự nữa là sao đó, thì người ta trồng trong cái chậu nào mình làm theo thôi. Còn mà để mà đi vào mà cái buổi mà trao đổi mà tìm đúng cái chậu. Tôi ngày hôm nay tôi muốn tiếp tục, tôi rất là mệt. Nhưng mà ngày hôm nay tôi cố gắng lên là vì cái đề tài này. Tôi chưa được bao giờ mà tiếp cận một cái đề tài gọi là chậu và cây. Cái đề tài nó thật sự là tôi cũng rất là muốn tìm hiểu. Bởi vì nếu mà trường hợp như mình không biết về cái này á, mình cứ mơ hồ hoài á thì cũng là rồi tôi có đấy, mình mơ hồ mình lại còn chỉ cho người khác nó còn mơ hồ nữa, đúng không? Cho nên thằng anh em cố gắng trong cái đề tài này đi. Tại cái đề tài này đề tài rất là hay mà không ai trong sách ít nói lắm nha, sách nó chỉ nói phớt qua thôi á. Còn nên cho nên là tí nữa anh làm ơn anh nói chi tiết hơn, ví dụ như cây lá to hoặc là cây có hoa thì trồng trong những cái chậu nào. Tại vì cái đề tài này trước đây thì có trao đổi trên một cái diễn đàn rồi nhưng mà nó không xác thực như bây giờ. Còn bây giờ xin tôi sẽ chi tiết hơn. Dạ vâng. Nãy giờ là mình chỉ nói là kích cỡ. Dạ đúng rồi. Cái dáng chậu rồi cái cây mà bây giờ mình nói cây có hai cái loại tùng bách hay là những cây thường không có bông hoa thì đa số mình đi chậu không có màu. Đừng bao giờ đi một cái chậu có màu, ngoại trừ những cái cây nó chuyển lá. Ví dụ như có những cái mùa thu nó chuyển lá. Tôi xin phép cho anh lãnh trình. Dạ. Chuyển lá nè, thì đôi khi mình thấy tùng, mình thấy cái thích. Thích Đài Loan, thích Nhật Bản nó chuyển lá vô cái mùa đó. Đôi khi mình chọn cái chậu màu để cho nó nổi bật. Hoặc cái chậu màu đó nó phù hợp với cái lá khi nó chuyển, mới vừa chuyển cái màu nó thay đổi đó đó, thì cái chậu nó phù hợp với cái lá nó chút. Tôi đến gặp anh rồi, gặp anh nhưng mà nó tại vì cái cây này đó, ví dụ như nó tên gì nó bị lại thì cái nó đứng lấy gì nó nói gì anh nói vô đi ấy thì vẫn theo vô. Cái lúc đó mấy anh em tới anh đi vô mình nó ra xe đi đâu ông giấy anh bây giờ hiểu. Nói con giấy màu đỏ mình đi chậu sao nếu có thể điều kiện cho phép mình nên đi chậu màu hay đóng cửa, ví dụ như màu gà nhà anh lúc nào đóng cửa trắng ngà chút đừng quá trắng ngà mất độ nó nổi quá trắng ngà thì giữa cái trắng ngà với màu đỏ đó tu màu bông giấy khi nó ra hoa thì nó nổi bật nó đi về giữa cái màu chậu và à, cái màu nơi nó đâu ngoài đường nó còn không vô hoặc màu đỏ đó mình có cần, thể mình đi cái màu xanh cần nhạt những người cần màu nhạt hơn cái đó chút thì tốt. Còn nếu cả nói giọng anh thấy nó mình nói, cũng không có nghe thể được đi cái màu đó cũng được như cái màu đó chắc anh nói nó không hiểu nó nói anh không hiểu như cái màu hoa thì nó không có được, cũng như nó hơi mạnh quá, hơi mạnh so với cái màu hoa. Thì mình có thể chọn một cái màu xanh nhạt một chút. Ở đây mình không có cái đó à, thì giữa cái chậu màu á mình tránh đi những cây mà không có bông hoa hay là chuyển lá, mà chọn cái màu á thì nó có cái tương phản định nổi bật cho mình màu bông hoa lên. Bây giờ mình nói tới cái cây mai chiếu thủy của mình phải không, màu hoa hơi trắng thì mình có thể đi vô một cái xanh nhạt một chút cũng được để cho nó nổi bật cái màu hoa. Còn đất nung thì đa dụng, mình không có chậu màu thì mình có thể đi chậu đất nung được, không có gì hết đều chấp nhận được. Nhưng nếu điều kiện mình cho phép có cái chậu thích hợp màu đúng của nó thì mình nên chọn cái màu thì nó nổi bật cái màu hơn nữa.
cái màu lá của mà dưới thủy mình nó xanh nhưng mà mình hơi già chút, nó quá đậm lắm. Đây là mình đi với cái màu xanh đậm này thì nó nổi bật lên một xíu, thì đó là cũng là một cái nét hay. Tại vì cây đó cây có hoa. Anh em có ý kiến gì thêm nữa không, muốn hỏi không? Lotus mode. Thì cô nói đi em, nói đi. Dạ chú, nếu mà đối với về cái chiều cao của cái cây so với cái chiều cao chậu, chiều cao của cái chậu thì nó sẽ có sự ảnh hưởng gì không ạ? Dạ, ok. Nếu mà một cây mà nó thẳng cao, vì chúng nói là cái cây mà thẳng đi, đó là một cái rất hay, đó là một cái rất hay trong câu hỏi hết sức hay. Khi mà một cây thẳng như vậy đó, thường thì mình đi chậu mỏng, thường thì mình đi chậu mỏng. Mà nếu mà mình mà muốn chậu mỏng mà muốn cho một cái cây nổi bàn lên đó, mình lại không có chậu. Thì ví dụ như mình đi một cái chậu mỏng như thế này, ví dụ như bây giờ một cái cây nó cao, mình đi lên cái chậu mỏng như thế này, mình nếu có thể chữ nhật nhỏ lại chút, dài ra một chút, mình trồng một góc thôi, trồng một bên, rồi ở bên này mình cũng như là có một cái khoảng trống chân không vậy đó, mình có thể tạo một cái đồi nhỏ nhỏ, đắp cỏ lên, rồi đắp rêu lên, thì là cũng như một cái cây nó đứng giữa trời trên một cái cánh đồng vậy đó. Thì nó rất hay. Mình đừng có đi vô một cái khuôn khổ, một cái chậu kích cỡ của nó, rồi đi cái chậu mỏng dài ra, trồng một bên, còn bên kia là mình đắp cũng như một cái đồi nhỏ nhỏ, đắp rêu lên, thì cũng như cái cây nó đứng ở giữa cánh đồng vậy đó, rất đẹp, rất đẹp. Đó là một trong những cái sáng tạo của những nghệ nhân đi trước mà mình nhìn đi mình thấy đẹp lắm. Còn nếu mình không có cái chậu mỏng mà ngang, cái bề ngang nó dài, thì tạm thời mình có thể xài cái ốp phượt. Cây đứng, nhưng mà tại sao mình lại chọn ốp phượt, mình không chọn chữ nhật? Thấy không? Bây giờ nó đi ngược lại cái vấn đề khi mình nói tới cái cây này. Thấy chưa? Tại sao bây giờ mình nói tại sao cơ, có ai cho biết cái lý do tại sao không? Tại vì cái cây đó nó cao, mà nếu mà đi một cái chậu mà nó cứng á, nó thẳng, mà nếu mà đi chậu mà nó cứng á là cái chậu nó nuốt cái cây mất, nó cao. Thành ra mình phải đi cái oval, cái bầu dục, xin lỗi, đi cái bầu dục cho cái chậu nó nhẹ lại, nó thấy cái cây mình nó có lực hơn. Còn ghế mấy em tự do đây. Cầm ghế mà anh em nào có thắc mắc về cái cây này nữa không, hay là có câu hỏi gì nữa không? Tại vì chú thỉnh thoảng có lên mạng coi thì thấy kể cả ở triển lãm chú không có ý phê phán, bởi vì mình chia sẻ học hỏi thôi. Nhiều khi mình cứ quen cái chậu xi măng tự tròn vậy, dòng vô trong đó thôi rồi cũng mang ra triển lãm, thì cái vấn đề hài hòa nó cũng đạt được. Cái là khi mà mình chọn chậu cũng như những gì mà chú nói, cái hạnh
nay là anh em ôn